nè, khoan từ từ đi, khoan không mở nhạc. Ủa giờ anh đi coi em thi hay là anh đi coi đua bô em phẩm? Vậy câu đi, chụp hình về câu đi. Câu đi thôi, bây giờ chuyển luôn không hát nữa, giờ chặt chém MC nè. Giờ sao? Đó, tài năng cũng là chặt chém MC. Đây, đây đưa micro luôn, không có micro nói không lại. Không có quần đi xuống đi. Em quay lại em hát đi. Không, bây giờ em không hát. Thầy cô đang đợi em kìa. Bây giờ anh chuyển rồi, bây giờ coi như đây là tài năng của em thay. Cái gì vậy trời? Anh chửi lộn không có lại em, tại em chửi lộn mướn mà. Mà vấn đề, ủa sao không biết mướn? Anh chửi lộn được rồi. Sao biết mướn? Em chửi lộn mướn em. Sao biết mướn? Anh biết mướn mà nãy giờ anh cũng nói hoài, anh ngủ đi ghê luôn. Bây giờ em hỏi là quý vị ở đây nè, đi coi cái gì? Cho từ từ đi. Má ơi, tắt. Ở nghỉ thi bây giờ là thi nói gây lộn gì đó, thi gì đó. Bây giờ đó là phần thi tài năng của em, giám khảo chấm không chấm em cũng chịu nữa. Bây giờ cái vấn đề ở đây là hồi chiều tới giờ nha, là cái bạn Duy này nè, bạn có mấy cái lỗi sau đây nè. Thứ nhất á, là động chạm với mấy chị em bóng gió BD. Cái này là cái tội. Tại vì sao? Gì đụng chạm? Tại sao không đụng chạm? Mắc mớ gì? Thí dụ bây giờ nam nữ là giờ nam nữ là trên giấy tờ đúng không? BD là cái chuyện mình chấp nhận thôi. Nhưng mà chỗ khác liền. Mình chỉ chấp nhận thôi. Mà mắc mớ gì? Tự nhiên cái nam nữ bên đây nè, nam bên đây, nữ bên đây là BD đứng kế tôi. Anh nói vậy là sao? Trong khi em là chủ tịch hội BD thành phố đâu có chấp nhận là BD. Phải không? Tôi nói đúng không? Tôi chưa ký giấy xác nhận vô làm thành viên mà dám tự nhận BD làm tuổi thổ tổ bóng tôi cha. Trời ơi, em nghe hả? Cho hồi chiều em nói thêm vụ này nữa, trời em quên mất tiêu. Em mặc cái bộ đồ này ra, cái ổng đi lẩn giỡn trước mặt em. Mà lúc đó ổng quấn cái khăn ngang vậy nè, em mới quơ tay đại, ai về trúng thiệt. Mà suy nghĩ sao mà vừa đạn vừa nồng luôn mà nó chỉ có lắm tay à. Mình chưa cố gắng vô lại, hiểu không? Thôi tôi không biết, nhưng mà lúc đó tôi tại vì hồi nãy là anh nói nửa lắm. Nửa lắm là chỉ mới có cái nồng thôi. Chị giải phẫu hai viên đạn vô mà cũng có nhiêu đây hả? Trời ơi, tôi nói này luôn. Trời ơi, mê trai vừa gì mà gờ vô không thấy phê. Có mày ai vô mà phê. Trời ơi, thấy chưa? Lẽ ra là người ta đã hát xong bài rồi, mà tại vì cha này bây giờ mới chửi xong. Em nói vậy nha, anh hỏi em về bóng danh của em là đi chỗ khác. Anh từ từ đi, giờ gác bên đây đi, tới bên đây là đi ra đây. BD ôi mò cái miệt nào mà nó kỳ cục vậy trời. Thánh thần ơi, bây giờ ở trên nó thì nhìn như thượng đi, ở dưới này nó hạ nè, mà thượng hạ nó phân không có vô vậy trơn vậy. Rồi sao cái thằng này mà lạc nữa nè, em nói Tây Nguyên. Tây Nguyên cái gì kỳ cục vậy? Ôi trời, mà nó mặc quần không nha. Đàn bà con gái gì mà tự nhiên mặc quần xà rong giường chi mà không có cạo lông chân. Nhà tôi là tôi nói thiệt luôn, bộ lẽ ra là bữa nay tôi đâu có thi, dù như cái con đưa hiền cho nó thi, nhưng mà cái vấn đề là tại vì thằng cha trưởng trại tôi cho nó yếu người quá nên lên đi làm hại nó đi ăn biển cho phong nè. Đang nghĩ cái gì? Xin cái đồ cạo râu để cạo lông chân, bữa nay mà không đậu nữa không luôn á. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn bạn. Ngoài sự tưởng tượng của bạn tổ chức. Dạ, hồi nãy giờ đó là em đánh đá là tại vì em diễn thôi nha, chứ thiệt ra là em hiền vậy nè. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn bạn rất nhiều.